bạn cắp trứng gà của Phạm Văn Thơi. Vào rồi, rất hay. Chào anh em, ngay lại là một trận banh của mình với lại mấy anh em đội Hades. Đây, logo Hades. Và này có sự trở lại của Đinh Thanh sau một khoảng thời gian dài bị chấn thương. Này anh ấy đã trở lại thi đấu bóng đá. À, và còn một người anh em đang ngồi đằng kia. Dầm xuống. Đó, đang ngồi xỏ giày. Khánh Bèo. Trời ơi, ông Khánh Bèo ơi. Trời gì vậy? Giờ đá rồi mà còn ngồi cục dây giày, xỏ dây giày nữa chứ, chán thiệt. Đó, rồi là còn có cả Kim Messi nữa, Kim Messi hẹn lát nữa lên trễ tí xíu. Đó, chúng ta thấy là Đinh Thành, Kaka, TV Style, Kim Messi, Khánh Bèo, một dàn sao siêu phủi hội tụ tại sân bóng đá trận chiều hôm nay và gặp các đối thủ bên kia. Oh my god. Có một pha va chạm trong sân. Thấy đối thủ toàn là mang chân không mà. Đó, em thấy không, toàn là mang chân không không. Không biết sao đội FC này không biết mạnh không, mang chân không, chân sông chắc sút ác lắm, đá banh như lội ruộng vậy đó. Hy vọng là sẽ có một trận thi đấu lành lặn. Bàn thắng của Đinh Thành. Chết rồi. Đinh Thành ghi bàn đầu tiên. Bàn thắng của Khánh Huy Ca. Liên tục ghi bàn từ phần sân nhà. Wow, pha qua người rất hay. Không vào. Wow. Người chỉ nghe Đức Thành, Trần Phú và một bàn thắng. Heavy Style đã vào sân. Heavy Style 1-1. Heavy Style. Còn một pha xử lý rất hay của Phạm Trọng Thi. Sau đó là Messi tới rồi. Vật hay. Và xây người dứt điểm của cầu thủ số 16. 2-1. Không vào. Ờ, pha xỏ hắn. Thì freestyle 2-1. Lắc chân. Không được rồi. Thì freestyle đã phải góc. Chưa thể có một đường chuyền. Thì freestyle. Một đường chuyền rất hay vào dành cho cầu thủ số 12. Gánh mèo rất đẳng cấp. Messi vô. Đó. Tổ siêu phổi. Tổ Khánh Bèo ra rồi, không được tổ siêu phổi rồi. Tổ siêu phổi thì tay với lại Khánh Bèo rồi. Nửa tổ. Đó.
Viêm phổi là đá hay té, té xong rồi lấy đứng lên phổi, lấy tay phổi gọi là siêu phổi. Bắt cười lại chồng ơi. Kiên. Nhé sút. Không vào. Rất hay. Vào. Messi. Không vào rồi. Không vào. Ba hai, ba hai. Messi. Anika vào rồi. Pha bàn bật tam giác rất hay của cái cầu thủ Hades. Hay quá Messi ơi. Đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi. Anika không vào, bóng vẫn còn. Anika. Đình Thành không được rồi, lại một đường truyền lỗi. Tấn công 2-1. Vào. Và chích mũi rất hay của đội bạn. À, bàn thắng rất đẹp của Messi. Năm cu năm cu năm cu quá nhậu nhậu của hay quá vậy à, rồi. Trời ơi pha dứt điểm rất hay của Linh Thành. Bánh nói chuyện cho chủ tịch á, chủ tịch chạy vô đánh đầu mới đúng. Một lần mạnh mẽ thôi. Một lần thôi chứ không cần. Tình Thành. Chết chú tịch à. Trời ơi. Chết mẹ rồi. Bó cơ rồi. Đi bàn liên tục luôn. Mua thi kêu hả? Wow. Một cú vô lê chân trái. Thêm một bàn nữa. Hay quá anh Thành ơi. À, sau đó là một pha thay người, tình huống thay người của anh Mika dành cho Thiên Freestyle. Kiên Thi Phạm Trọng Thi làm gì đây? Cục 2 rất đơn giản. Bấm bấm nhìn cho Khánh Bèo. Khánh Bèo không vào. Đã có bàn thắng dành cho Phạm Trọng Thi. Tình tí không? Em ơi. Cái lò là sai của em nè. Thi không vào, vẫn là Thi. Tiếp tục là Thi. Không vào. Xe kiên. Nope. Trời ơi, một skill không thành của Thi. Ờ, nó là xe combo. Như nãy thì mới làm ý xìa cao không mấy bạn. Thi Hai lần Bắt 6 giờ rưỡi.
Đang cắp trứng gà của Phạm Văn Thơi. Vào rồi, rất hay. Đi đâu vậy Bèo ơi? Bèo tính tranh xuất vào ghi trái cuối mà hình như là không kịp rồi. Kết thúc trận đấu rồi. Đây, Kim Messi, Đình Thành, Khánh Bèo cũng là những siêu phủi hàng đầu trong xứ phủi ở Sài Thanh, cũng xuất hiện rất là lâu rồi. Thì mình có vài câu hỏi muốn hỏi mọi người là không biết là tại sao là mọi người có thể đá bóng hay đến như vậy trong ngần ấy thời gian. Không biết là có tập luyện qua năng khiếu hay là qua trường lớp gì hay không. Rồi bắt đầu từ Đinh Thành trước đi nha. Nghe như Thi nói là đá hay đến như vậy thì mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi là hay đến như vậy đâu. Chẳng qua là cũng tham gia đá banh từ nhỏ cho nên là nói chung là có một cái bước khởi đầu nó tốt hơn một số anh em khác thôi. Nên là duy trì được cái hàng tuần cũng có tham gia đá phong trào, đá chơi cũng 2-3 trận cho nên nó cũng có sức để mình theo, nên là cũng dễ chơi hơn những người khác. Anh có qua một môi trường chuyên nghiệp bao giờ chưa? Có rồi chứ, hồi 2014 á, thì mình có tham gia đội chuyên nghiệp Tân Hiệp Hưng. Cũng từng được gọi lên tuyển Futsal Việt Nam. Nói về trường lớp chuyên nghiệp thì mình cũng giống Ninh Thành thôi, thì được cái cơ hội là hồi xưa lúc mà năm 13-14 tuổi thì có được cơ hội vô năng khiếu tỉnh, đó là cái nền đầu tiên. Thì sau này năm 23 mình cũng giống Ninh Thành là mình cũng đã chơi chuyên nghiệp một năm, từ năm 22 tới 23 cũng tân nghiệp hơn luôn. Thì chung là mình thì không được như các anh, nhưng là mình thì bắt đầu với bóng đá thì cũng không phải nhỏ mà lúc đó cũng đã lớn rồi. Mình cũng là lứa sau của hai anh, cũng là Tê Phân, nhưng mà mình là lứa 2016. Thì chơi chuyên nghiệp năm 2018, thì mới nghỉ năm 2019 thôi. Khánh Bèo cao 1 mét mấy, nặng bao nhiêu kg? Em trả lời cho mọi người luôn đi, người ta hỏi nhiều lắm. Em thì 1m85. 1m85. Nặng 85kg. Đứng kế bên Khánh Bèo, đứng tới dài anh em ơi. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay có trận banh rất là thú vị với mấy anh em siêu phủi ở Sài Gòn. Thì các bạn thấy đó, tất cả những hầu hết các siêu phủi ở đều từng trải qua môi trường chuyên nghiệp rồi, thì họ mới có nền tảng thi đấu bóng đá tốt như vậy. Rồi, cảm ơn mọi người. Các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thi Visa nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.